Đây mình có Samsung Galaxy Z Flip 5. Và sau một tháng chuyển từ điện thoại thanh sang điện thoại gập, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm đó, nó đã diễn ra như thế nào. Đầu tiên phải nói tới đó chính là cái sự gọn gàng của nó. Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4 là những cái thiết bị mà mình đã có dịp được sử dụng qua. Và trên cái thế hệ Z Flip 5 này thì cái sự gọn gàng và nhẹ nhàng đó nó tiếp tục được thừa hưởng. Chuyển sang một dòng máy gập thì rõ ràng khi mà mình gập lại thì nó rất là gọn gàng. Bỏ nó vào túi thì cái cảm giác nó dễ chịu hơn rất là nhiều so với tất cả những cái điện thoại phẳng khác luôn. Trước đó thì cái dòng Galaxy Z Flip này ra đời và một số anh em nói là nó hướng tới nữ nhiều hơn. Tuy nhiên mình là một người nam và mình cảm thấy rất là thích sử dụng cái chiếc máy này bởi vì đơn giản là nó gọn gàng và nó rất là cá tính. Trong một cái thế giới smartphone mà chúng ta gần như là chỉ có một cái điện thoại với cái màn hình phía trước rất là to, rất là lớn và một màu đen, thì giờ đây với Z Flip hay là Z Fold thì chúng ta mở ra một cái thế giới nó hoàn toàn mới. Khoảng 4-5 năm trở về trước thì mình vẫn còn giữ được cái sự hào hứng ở từng những cái sự kiện của những hãng công nghệ lớn khi mà họ chuẩn bị ra mắt một cái thế hệ smartphone hoàn toàn mới. Tuy nhiên những năm gần đây thì cái khao khát đó, cái niềm đam mê đó nó dần đã mất đi. Bởi vì cứ mỗi năm như vậy mình xem cái sự kiện và cuối cùng họ lại ra một cái chiếc máy nó gần như nó không có quá nhiều những cái thay đổi, quá nhiều những cái điểm đột phá để chúng ta phải trầm trồ, phải trông chờ được trải nghiệm đó. Tuy nhiên điều này đã được giải quyết khi mà Samsung bắt đầu đi tiên phong trong cái việc trang bị một cái chiếc điện thoại màn hình gập. Và trải qua nhiều thế hệ, tới bây giờ cũng 4-5 năm phát triển rồi. Và rõ ràng là cái giá bán bây giờ đã dễ tiếp cận hơn rất là nhiều so với trước đây. Hồi xưa chúng ta nhìn về những cái đoạn video về concept render ở trên mạng và những chiếc điện thoại màn hình gập thì chúng ta mường tượng là nó ở một tương lai rất là xa. Tuy nhiên không, Samsung đã thương mại hóa nó và giúp cho nó tiếp cận với đại đa số người dùng như là chúng ta. Nếu anh em nào đang băn khoăn cái việc chuyển từ một cái chiếc điện thoại phẳng sang chiếc điện thoại gập thì nó có phiền phức quá nhiều hay là nó có mang lại những cái khó khăn gì không, thì như là mình trải nghiệm và cái câu trả lời là không, và nó thậm chí còn mang lại cho mình những cái cảm giác rất là thú vị nữa. Về cái độ bền của thiết bị thì đã trải qua nhiều cái thế hệ phát triển rồi, và Samsung họ cũng đã trang bị cho nó cái IPX8 để chúng ta có khả năng kháng nước nhẹ, rồi nó cũng đã được cải tiến về bản lề để gập sát hơn, và rõ ràng là nó cũng sẽ mang lại những cái tiêu chí về độ bền tốt hơn. Và thật sự như mình đã chia sẻ, mình đã sử dụng qua cái dòng Z Flip 4 một thời gian cũng tương đối lâu, cũng gần nửa năm, và đến cái thế hệ Z Flip 5 này thì cũng đã dùng một tháng rồi và mình chưa gặp bất kỳ một hiện tượng nào ở cái màn hình nó bị cái gì cả. Thực ra thì trong quá trình sử dụng anh em có thể mua cái bảo hành Samsung Care Plus và nó rất là phù hợp cho những cái thiết bị kiểu màn hình gập như thế này. Bên cạnh sự gọn gàng, mình rất là dễ dàng bỏ nó vào túi quần, gọn gàng, rất là xinh xắn và cá tính, thì cái máy này nó còn giúp cho quá trình sử dụng của mình nó tiện lợi hơn. Trong những tình huống ví dụ như là mình muốn coi một cái đoạn phim rất là ngắn trong quá trình mà mình đang ăn hay là đang làm một cái gì đó, mình có thể đặt nó lên bàn và mở ra như thế này là nó đã có thể đứng trên một cái mặt phẳng mà chúng ta không cần phải đi tìm một cái tripod hay là một cái gì để dựng cái máy lên, và đó là cái sự tiện lợi của một chiếc máy màn hình gập. Yếu tố thứ hai mà mình cảm thấy ấn tượng khi mà chuyển từ cái điện thoại phẳng sang cái Galaxy Z Flip 5 này đó chính là cái việc sử dụng màn hình ngoài của nó. Trên Z Flip 5 thì năm nay cái cải tiến lớn nhất có lẽ là nằm ở cái màn hình ngoài. Nó sở hữu cái kích thước lớn nhất so với tất cả những thế hệ Z Flip từ trước nay, và nó gần như là tận dụng toàn bộ không gian ở mặt trước. Thậm chí là Samsung cũng đã tinh chỉnh cái camera xoay ngang lại để chúng ta có thể mở rộng cái không gian hiển thị, và nhờ vậy cho nên là nó làm được nhiều việc hơn. Thứ nhất về mặt ngoại hình đi thì nó sẽ rất là bắt mắt và đẹp mắt hơn rất là nhiều, và nó là cái điểm làm cho mình cảm thấy thích, cảm thấy rất là muốn mang cái điện thoại này ra ngoài để sử dụng. Người ta nhìn vào và thấy là đây là một chiếc điện thoại mới, một chiếc điện thoại gập, và nó mang rất nhiều công nghệ mới ở đây. Và Samsung cũng cung cấp cho máy rất là nhiều những cái mặt hiển thị, nó giống như là việc chúng ta thay đổi mặt đồng hồ trên smartwatch vậy, và những cái mặt này nó cũng rất là dễ thương, nó rất là cá tính. Ngoài ra thì những cái widget ví dụ như là thời tiết hay là báo thức, ghi âm gì đó, giờ đây nó đã lớn hơn rất là nhiều và nó sẽ hiển thị nhiều cái nội dung hơn mà chúng ta cần thiết. Thông qua cái chương trình thử nghiệm thì Samsung cũng đưa vào đây một số những cái ứng dụng mà họ nghĩ rằng nó phổ biến và nó được nhiều người dùng, như là YouTube,
Google Maps hay là Netflix để mình có thể sử dụng thêm những ứng dụng đó thông qua màn hình ngoài. Nhưng mà điều đó không quan trọng, bởi vì chỉ cần thông qua một cái mẹo nhỏ là chúng ta đã có thể đưa tất cả những ứng dụng mà chúng ta cài đặt ra màn hình ngoài này để sử dụng, miễn là chúng ta có thể sử dụng được. Và cái điều này nó đã mang lại cho cái màn hình ngoài rất là nhiều những cái tính năng, và nó thực sự làm cho cái quá trình sử dụng máy của mình nó thú vị hơn và nó cũng tiện lợi hơn khá nhiều. Ví dụ mình nhận được một cái tin nhắn từ Telegram. Trước đây nếu mà với những cái thế hệ máy trước thì mình chỉ có thể đọc được một phần nội dung hoặc là nhìn thấy được icon của cái thông báo đó mà thôi. Mình phải unlock để vào máy để xem. Và đối với cái máy này, thông qua cái màn hình ngoài, mình có thể chạy ngay cái app Telegram lên, mở khóa vận tải là đã có thể đọc được cái tin nhắn đó, thậm chí là phản hồi ngay trên cái màn hình ngoài này thông qua cái bàn phím được tích hợp sẵn. Bên cạnh việc có thể trả lời tin nhắn rất là nhanh ra thì mình cũng có thể làm được những cái việc khác. Ví dụ như là mình sử dụng máy tính nè, hay là Google dịch một cái từ nào đó rất là nhanh, hay là lên một cái list đi chợ để mình có thể nắm bắt được, không có bị bỏ sót cái việc mua thiếu một cái gì đó. Tất nhiên với kích thước màn hình nhỏ thế này thì nó sẽ không tối ưu cho tất cả những cái ứng dụng, mặc dù nó chạy được đó, nhưng mà cái việc mà chúng ta có thể sử dụng nó thoải mái hay không là một câu chuyện khác. Và cái trải nghiệm mà mình cầm một chiếc điện thoại gọn gàng trong lòng bàn tay thế này để lướt, để cuộn nội dung trên nó thì rõ ràng là nó rất là khác biệt. Và khi mà cần thiết, ví dụ như là mình có thể lướt nhanh để xem một cái gì đó rất là nhanh chóng thông qua màn hình ngoài này. Cái cảm giác ấn tượng thứ ba khi mà mình chuyển từ cái máy phẳng sang cái máy gập đó là với cái chiếc Z Flip 5 này, màn hình ngoài của nó rất là to, cho nên là mình có thể tận dụng nó để xem trước cái nội dung mà mình sẽ chụp hình hay là quay phim kiểu như thế này. Khi mà mình sử dụng cái chiếc điện thoại nào đó thì cái camera chính luôn là cái camera mà chúng ta muốn sử dụng nhất, tại vì nó có chất lượng cao so với camera selfie. Tuy nhiên không phải là trong lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được cái camera chính để tự chụp cho bản thân. Riêng đối với cái dòng Z Flip này thì nó lại có thể làm được điều đó rất là tốt thông qua cái camera chính đây, anh em nhìn thấy. Và mình đang quay mình và có thể tự động canh chỉnh góc để có thể quay, để chụp. Và đây là cái tính năng mà mình cảm thấy nó sẽ cực kỳ hữu ích trong cái thế giới ngày nay. Khi mà anh em làm sáng tạo nội dung trên TikTok hay là trên những cái nền tảng YouTube này kia ngày càng phổ biến, thì cái việc mà chúng ta có thể tự quay, tự căn chỉnh góc như thế này nó rõ ràng là một cái gì đó rất là tiện lợi. Và nhờ cái thiết kế điện thoại gập, mình có thể để nó lên một cái mặt phẳng, sau đó căn chỉnh thông qua màn hình trước như thế này đó. Và không cần phải đi tìm một cái tripod, cũng không cần nhờ ai đó giúp đỡ nữa. Ở một không gian đủ rộng rãi và đủ an toàn, không có bị cướp giật hay gì đó, thì mình có thể tự tin đặt cái máy lên, căn chỉnh góc, quay một cái thước phim và có thể dùng nó cho những mục đích khác nhau. Và chiếc máy này đáp ứng rất là tốt nhu cầu đó. Cho anh em nào thắc mắc trong quá trình mà mình chuyển từ một cái máy cũ sang một cái máy mới thế này, nó có khó khăn hay không về mặt dữ liệu, thì câu trả lời là không. Tại vì trước giờ họ đã phát triển một cái ứng dụng tên là Smart Switch, và cái ứng dụng này nó có thể giúp anh em chuyển cái data từ cái điện thoại cũ. Nó không cần phải là một cái điện thoại Samsung hay là Android, iOS cũng được, và nó sẽ chuyển tất cả những cái dữ liệu mà chúng ta cần thiết qua bên này. Và chuyển qua thì rõ ràng là nó thuận lợi hơn khá nhiều. Mình có thể lựa chọn rất là nhiều những cái danh mục mà mình muốn chuyển. Ví dụ như là hình ảnh nè, tin nhắn, cuộc gọi hay là những cái data quan trọng khác, nó đều sẽ đi qua cái điện thoại mới này. Và cái điểm mà mình cảm thấy thích đó là khi mà mình hoàn tất cái quá trình chuyển đổi dữ liệu như vậy thì nó tốn đâu đó khoảng 30 đến 45 phút mà thôi, tùy vào cái lượng dữ liệu của anh em có nhiều hay không. Khi mà qua thì nó không chỉ là dữ liệu thôi, mà nó còn là những cái cài đặt, những cái setup mà chúng ta đã tinh chỉnh trước đó đối với cái điện thoại cũ. Nó có thể là về cái giao diện nè, rồi về cái cách sắp xếp những cái icon của cái ứng dụng trên màn hình nó cũng giống, và hình nền này kia nó cũng đều giữ lại y nguyên như là cái việc mà chúng ta sử dụng cái máy cũ, chỉ là chúng ta cần phải đăng nhập lại những cái ứng dụng mà chúng ta hay dùng như là Facebook hay là Instagram, thì rõ ràng nó cần phải có một cái bước như vậy để nó tăng cái tính bảo mật. Nó không phải là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm, nhưng mà mình muốn nói ở đây là cái việc mà mình chuyển từ cái máy cũ sang máy mới giờ đây nó diễn ra rất là mượt, và nó rõ ràng là một cái gì đó giúp mình chuyển sang máy mới tiện lợi hơn rất là nhiều. Chung quy lại thì sự mới mẻ và những cái trải nghiệm tiện dụng là cái gì đó mà một cái chiếc điện thoại gập như Galaxy Z Flip 5 đã mang lại với mình. Và như đã nói, cái quá trình mà mình chuyển đổi sang sử dụng một cái điện thoại gập từ một cái điện thoại phẳng nó cũng không quá khó khăn, và thậm chí nó mang lại cho mình những cái cảm xúc hoàn toàn mới mẻ và tươi trẻ đối với một người nam và là một người đang
chuyển giao giữa thế hệ Gen Y và Gen Z thì mình đón nhận những công nghệ mới này cảm thấy nó rất là thú vị. Anh em nghĩ sao về thiết bị này thì để lại bình luận bên dưới. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn. Mình là Minh Trí ND trên Tinh Tế Chấm Việt.